Một bộ phận người dân vì sinh kế bán hàng ở vỉa hè, do đó mà các quận nội đô Hà Nội cần mạnh dạn thí điểm quy hoạch các khu vực cho thuê để kinh doanh. Đây là nội dung được Bí thư Đinh Tiến Dũng gợi ý tại hội nghị giao ban quý 1 năm 2023 của Thường trực Thành ủy với lãnh đạo quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến để bàn một số nội dung, trong đó có công tác quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường diễn ra vào sáng nay. Theo Bí thư Hà Nội, Ban chỉ đạo 197, Ban chỉ đạo liên ngành do Công an làm thường trực đã ban hành kế hoạch. Ủy ban nhân dân thành phố đã ra quân lập lại trật tự đô thị, dành vỉa hè cho người đi bộ và bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Để hài hòa giữa đảm bảo trật tự đô thị, phát triển kinh tế xã hội và an sinh xã hội, Bí thư Hà Nội đề nghị cần nghiên cứu cách làm căn cơ bài bản, đảm bảo kết quả lâu dài, không bắt cóc bỏ đĩa dẫn đến lãng phí nguồn lực. Bí thư Hà Nội cho rằng nguyên nhân sâu xa và lớn nhất của những bất cập trong quản lý lòng đường, vỉa hè hiện nay là thiếu quy hoạch dẫn đến thiếu công khai, minh bạch. Do đó, người dân dễ tái vi phạm khi thiếu sự giám sát của lực lượng chức năng. Từ thực tế đó, người đứng đầu Đảng bộ thủ đô đề nghị các quận nội đô mạnh dạn lấy ý kiến các đơn vị liên quan, ý kiến nhân dân để có sự đồng thuận trong việc thí điểm cho thuê mặt bằng ở những tuyến phố có đủ điều kiện hạ tầng. Lòng đường, vỉa hè cũng là kinh doanh. Mà quốc tế nhiều nước người ta làm chứ. Mà đã là kinh doanh rồi, có thể kinh doanh được thì nó gắn với sinh kế của người dân đô thị. Mà đã là sinh kế thì chính nó là kinh phần nào đấy, tôi hiểu nó là kinh tế đô thị, đồng chí ạ. Tôi thì nghĩ rằng nguyên nhân sâu xa lớn nhất của nó là chúng ta thiếu về quy hoạch, sử dụng lòng đường vỉa hè. Do vậy thì trước mắt chúng tôi cũng thống nhất, cũng đã đề nghị ban sự ủy ban rồi, giao cho Sở Xây dựng chủ trì đấy, phối hợp với quy hoạch kiến trúc, giao thông, rồi các cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy có một cái chỉ thị về việc này. Và chúng tôi hôm nay cũng đề nghị Ban sự ủy ban thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu theo cái hướng lập quy hoạch lòng đường vỉa hè của từng tuyến phố, từng khu vực. Trước đó, báo cáo kết quả kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn thành phố sau gần một tháng ra quân. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ ra khó khăn, vướng mắc hiện nay, đó là hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông tỉnh vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, dẫn đến một số hành vi vi phạm không được giải quyết triệt để như dừng đỗ xe ô tô, trông giữ phương tiện không phép. Bên cạnh đó, số người dân kinh doanh buôn bán dựa vào lòng đường vỉa hè để mưu sinh với số lượng đông, có nhiều trường hợp không có mặt bằng kinh doanh, chỉ kinh doanh trên hè phố và tồn tại từ lâu nên việc kiểm tra xử lý giải tỏa còn gặp sự phản ứng của người dân. Trước đó tháng 2 2017, Hà Nội tổ chức đợt lập lại trật tự đô thị, dành lại vỉa hè cho người đi bộ. Việc triển khai rầm rộ trong nửa năm đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên sau đó tình trạng lấn chiếm vỉa hè bán hàng, trông giữ xe trái phép trên vỉa hè, lòng đường lại tái diễn. Bản tin thời sự tối sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua, khi mà top 50 thương hiệu doanh nghiệp giá trị nhất Việt Nam, mức tăng trưởng về giá trị cũng rất cao là 36%, cao hơn nhiều quốc gia trong khu vực. Bộ Công Thương cho biết không chỉ các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến phát triển thương hiệu, Bộ cũng đang có chương trình giúp thương hiệu Việt Nam cất cánh đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Giá trị của một thương hiệu được hiểu là mức độ sẵn sàng chi trả của khách hàng với một sản phẩm, dịch vụ của thương hiệu. Theo thời gian, giá trị của các thương hiệu Việt liên tục tăng thời gian qua. Theo tổ chức Brand Finance, trong top 50 thương hiệu doanh nghiệp giá trị nhất Việt Nam, mức tăng trưởng về giá trị thương hiệu là 36%, cao hơn nhiều những tên tuổi lớn trong khu vực như Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ hay Nhật Bản. Đặc biệt, những doanh nghiệp có giá trị thương hiệu dẫn đầu đều là những sếu đầu đàn của các ngành, các lĩnh vực như Viettel, FPT, Vinamilk. Những cái doanh nghiệp nằm trong top 50 những doanh nghiệp lớn nhất của thị trường Việt Nam thì đấy là những doanh nghiệp phần lớn là đều có những cái sự chuẩn bị về nguồn lực rất là tốt. Đồng thời thì họ cũng có những nguồn tài chính mạnh và sự quản trị mạnh. Cho nên là khi mà những cái khó khăn xảy ra thì đấy là cái cơ hội để họ có thể là tăng trưởng và phát triển hơn. Là một trong những công ty tư nhân hiếm hoi của Việt Nam đứng vững trên thị trường nước giải khát suốt 3 thập niên, Tân Hiệp Phát hiện là một trong những công ty nước giải khát lớn nhất Việt Nam. Lựa chọn dòng sản phẩm nước giải khát có lợi cho sức khỏe, Tân Hiệp Phát đã chinh phục được người tiêu dùng trên cả nước và quốc tế với đa dạng các lứa tuổi từ trẻ nhỏ, thanh niên, người trưởng thành và lớn tuổi. Với nhiều sản phẩm được ưa thích, trong đó có các thương hiệu quốc gia như trà xanh không độ, trà thanh nhiệt Dr. Thanh, nước tăng lực No. 1.
Hiện sản phẩm của Tân Hiệp Phát đã có mặt ở 63 tỉnh thành tại Việt Nam và trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là yếu tố giúp giá trị thương hiệu của doanh nghiệp ngày càng lớn. Thương hiệu quốc gia của Việt Nam nói chung và những cái sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, nó đã tạo ra một cái sự tương tác hai chiều. Một mặt thì là những cái sản phẩm của Việt Nam đạt thương hiệu quốc gia và những sản phẩm tốt, có giá trị thương hiệu tốt đã góp phần là nâng đỡ và gia tăng cho cái giá trị của hình ảnh và thương hiệu quốc gia. Mặt khác thì cái việc mà gia tăng giá trị thương hiệu của hình ảnh quốc gia Việt Nam thường xuyên liên tục và ở cái mức rất là lớn ấy, thì cũng đã góp phần là nâng đỡ và tạo ra được một cái lợi thế cạnh tranh hơn tích cực cho những cái sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu nói chung ra thị trường trong nước và quốc tế. Các thương hiệu quốc gia có sứ mệnh vai trò dẫn dắt ngành trong xu hướng hội nhập hiện nay. Việc giá trị thương hiệu doanh nghiệp tăng góp phần tăng giá trị thương hiệu quốc gia, góp phần thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Bộ Công Thương cho biết, với nhiệm vụ được chính phủ giao, Bộ sẽ có nhiều hoạt động nhằm chắp cánh cho thương hiệu Việt vươn xa. Thưa quý vị, sau khi dùng trà sữa, trái cây lắc do một phụ huynh tự chế biến mang đến trường, 18 học sinh tại một trường tiểu học ở Quảng Nam xuất hiện tình trạng ngộ độc hàng loạt, phải nhập viện cấp cứu. Ban đầu, giáo viên trường tiểu học Trần Hưng Đạo thuộc cơ sở 2, thôn Thi Phương, Điện Phong, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, phát hiện một học sinh lớp 5 có triệu chứng đau đầu, nôn mửa kèm theo đau bụng. Sau đó, 17 học sinh cùng lớp xuất hiện triệu chứng tương tự. Nhà trường nhanh chóng đưa 18 học sinh này cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa, khu vực Điện Bàn. Đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho biết, khi nhập viện cấp cứu, các em chỉ còn triệu chứng đau bụng và ngộ độc thực phẩm. Hiện sức khỏe học sinh đã ổn định, một số xuất viện và đã về nhà. Khi đưa tới bệnh viện thì các em chỉ còn triệu chứng đau bụng nhẹ thôi. Và sau khi nhập viện hơi tiếng đồng hồ sau thì các em hoàn toàn bình thường và chạy nhảy đi chơi phải là bình thường, chỉ có một em sốt nhẹ thôi, có một em sốt nhẹ. Và đến từ 19:30 tối đến sáng hôm sau thì có các em hoàn toàn là khỏe bình thường. Và hiện tại thì khoa nhi đã cho xuất viện 8 em và còn lưu lại 10 em để mình theo dõi. Thì 10 em mà lưu lại đây thì chỉ có một em sốt nhẹ đang dùng điều trị tích cực, nhưng mà triệu chứng thì cũng ổn. Còn 9 em còn lại thì sức khỏe hiện tại cũng hoàn toàn bình thường. Trước đó, các em học sinh đã sử dụng trà sữa, trái cây lắc do phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm mang đến lớp. Nguồn gốc của trà sữa và trái cây lắc được lấy từ một cơ sở ở khu phố chợ Nam Phước, huyện Duy Xuyên và chợ Hà Mật, thị xã Điện Bàn. Trung tâm Y tế Điện Bàn đã thu thập mẫu thức ăn, gửi Viện Pasteur Nha Trang.